Dạ em là Phong Lan Giang thì chào tất cả các anh em. Thì hồi clip trước thì mới quay cái cây cẩm cù gừng. Còn bây giờ thì em quay một cái cây cẩm cù này, nó có cái mùi hương nó cũng lạ lắm. Thì đây là cái chậu em trồng 8 tháng. Nói chung là 8 tháng nhưng mà thật sự nó không có tới 8 tháng đâu. Lúc trước em mua 1 giây à. Bây giờ em trồng nó ra như vậy nhưng mà em đã cắt ra được 5 chậu rồi đó nha mọi người. Thì đây em sẽ quay cho mọi người xem. Đây. Đây là cái hoa của nó nè. Hoa nó đây, hoa nó nhìn như bông gáo rất là đẹp. Thì cái này nó ra hoa nhiều lần rồi, rồi hôm trước thì em mới ruộng cái này nó lại, nó bò lên trên vàng em ruộng lại, nó ruộng hết khoảng 5 chùm, tại vì nó vuốt như mấy cái cọng dây lưới như vậy nè, nó mấy chùm gì nó vuốt cọng dây lưới nó bị hư. Đây hoa nó ra rất là dễ cưng luôn, rất là nhiều hoa. Thì cái này là em cũng xài phân thuốc cho mọi người chứ không phải để không vậy. Thì cái chậu này đã cắt ra nhiều lần rồi nè mọi người, thấy không, dấu cắt nè, dấu cắt nè. Thì đây là một cái chậu cắm cụ, nó rất là dễ trồng, hoa rất là xiên. Em đã cắt đây, em cắt ra 5 đến 10 chục chậu rồi đó. Đó thì cái này là anh em nào chơi thì mình có giống cây khoảng chừng 1 mét là nó ăn hết mốt 1 mét, dây 1 mét. Thế nên là chơi thì cái việc nhắn tin với mình hoặc kết bạn Zalo có số điện thoại mình có đăng trên Facebook. Thì cái loại này nó lá nó to, nó phủ xanh hết cây rất là đẹp, còn dây nó thì nó dài. Bây giờ là mọi người thấy không, em xài thuốc là nó ra rễ tới trên đọt luôn, đọt mới nở mới ra nè. Đây hôm qua em làm nó gãy nè, thì như vậy cây nó mới tốt được. Đây thì cái loại này em cũng chưa có biết tên đó nữa, em chỉ thấy em thích mua thôi chứ mà em không biết tên đó nữa, tại vì cái này em quay ra ngoài nắng nó vô nên nhìn lá nó vàng chứ thật sự lá nó màu xanh, màu xanh. Nhưng mà thì chậu này em cũng rất là to, chậu này cũng em cắt ra chứ mà chậu này em bán thì em cũng không biết bán bao nhiêu. Thì cái này là lúc em trồng là nó khoảng đâu đây, em có cái chậu cây con kia, cái chậu kia nó rất là nhỏ. Em coi vô đây, lúc em trồng là nó như vậy, nó không phải là nó như vậy mà nó là một cái cọng ngay căng đây nè, đây nè, nó cái cọng này nè, thấy không, đây thì là từ gốc nó lên là nó cái cọng này nè, đó là nó đây đi qua đây xuống như đây. Thì cái này là lúc em trồng là nó như vậy, lúc em mua về nó cũng như vậy luôn nha mọi người. Còn bây giờ em trồng thì nó lên 2 giây như này, như này. Đây là trồng 2 tháng nè, thì đây là trồng 2 tháng, là cắm cụi này em trồng trong vòng 2 tháng nó ra được như vậy. Thì anh em nghĩ đi, 2 tháng nó như vậy rồi 8 tháng thì nó sẽ như chậu bên kia thôi, mà lá nó rất là đẹp luôn, rất là mướt luôn, tại vì chậu này để trong cái giàn mát mà tưới lá nó rất là mướt. Thì cái chậu này thì là phân thuốc nó đầy đủ hơn chậu bên kia, tại chậu bên kia chậu bự đem ra treo ở ngoài giàn ngoài kia thì nó không có được như như mấy cái chậu bên giàn bên đây. Giàn bên đây thì em 4 ngày đến 5 ngày em sẽ xuống 1 lần, tại vì em xịt chung với giả hạt Dengo, rồi dư thì em quơ cho nó, không dư thì thôi. Còn xịt riêng của nó là phân riêng với thuốc riêng, không có giống như mấy thằng kia. Nó thì 1 tuần em cho nó ăn phân 1 lần đó, còn nếu mà dư thời gian thì 4 ngày em cho nó một phân 1 lần. Thì dưới đây là phân dê nè đó. Thì cái loại này anh em nào em up lên anh em là biết tên thì cho em xin cái tên, còn không biết tên đó, thì em tự mà em kiếm cái tên tiếng Anh cho nó, chứ mà mấy loại này không có tên tiếng Việt nên là cũng khó khăn đó. Thì đây là mặt hoa của nó nè, rồi em bye bye mọi người nha. Thì em không làm một cái clip dài mấy chục phút đâu, làm từng clip cho anh em coi ấy, thì nó dễ hơn. Thì chúng ta em muốn coi về mục đích cái cây này tên gì, mặt hoa ra sao thì có, còn coi về cái khác thì em vẫn quay cái khác cho anh em xem. Rồi thôi bye bye anh em.